Phật dạy mục kiêu liên cứu mẹ, xa Phật tài tứ xứ cung sương tăng. Ba thánh đệ khi xưa sống trên đời, không tin nhân quả, bất kính tam bảo, xua đuổi chúng tăng. Sau khi chết, bà rơi vào địa ngục, chịu khổ đau đớn ngàn vạn. Mục kiêu liên dẫn đuổi xuất theo, vâng lời Phật dạy. Mục kiêu